Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 năm 2024 và chuẩn bị cho một cái kỳ thi học sinh giỏi ở cấp trung học cơ sở. Và lưu ý của cái video này cũng sẽ áp dụng đối với các bạn đi thi học sinh giỏi trung học phổ thông và thi lập đội tuyển. Hôm nay thầy Thành cùng chia sẻ một số các cái kinh nghiệm để làm bài thi tốt và chuẩn bị cho một cái đợt thi có cái kết quả tốt nhất. Đầu tiên thì sau một cái thời gian ôn luyện trên cái trang dusolen.ddns.net cùng khi học với lập trình với thầy Thành thì các bạn nhận thấy rằng cái việc học lập trình quan trọng nhất là các bạn rèn được kỹ thuật lập trình và các bạn có tư duy logic tốt để sau này khi các bạn bước lên một cái bước bước kế tiếp ở trong cái giai đoạn sau cái kỳ thi học sinh giỏi thì các em đã có được cái kỹ năng lập trình trong cái ngành công nghệ thông tin và sau này các em có thể theo được. Vậy thì khi các bạn tham dự một kỳ thi thì ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Thì trong video này thì thầy sẽ chia sẻ những cái điều mà thầy muốn nó gửi gắm đến các em và cũng mong rằng các em sẽ có thể vận dụng, sẽ phù hợp và sáng tạo để có thể có kết quả tốt nhất trong cái kỳ thi. Đầu tiên thì là cái chia sẻ về chuẩn bị trước khi đi thi. Cái hệ thống nộp bài thầy đã chuẩn bị sẵn và hệ thống test các cái bài tập đã từng học, các em hãy làm và làm lại tất cả các bài đã được học để các em rèn lại các cái kỹ năng lập trình. Một số các bài tập trước đây ta làm bây giờ ta cũng rèn lại bởi vì một số bài làm khá lâu rồi, những cái đề thi thử em làm và nộp bài lên server nhé. Hệ thống nó sẽ chấm bài và trả về kết quả trên trang cá nhân của các em. Trước khi đi thi thì việc đầu tiên là các bạn sẽ thực hiện thao tác ôn tập tổng hợp các kiến thức đã được học trong suốt cái quá trình học tập và bằng cái cách xem lại vở ghi, xem lại các video, xem lại các cốt bài làm của mình được lưu trữ trong máy tính, xem lại các file đề bài để ta ôn một cách tổng hợp. Và khi mà các bạn ôn tổng hợp như thế thì ta sẽ rút ra được rất nhiều các kiến thức và kỹ năng chuẩn như hàm kiểm tra tính nguyên tố, sàng nguyên tố, tính hàm tính tổng ước, đếm số lượng ước, cách phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, rồi các cái thuật toán liên quan tới bài tập mảng một chiều như tìm dãy con, rồi liên quan tới tổng tích lũy hay còn gọi là tổng tiền tố trên mảng một chiều, trên mảng hai chiều, các bài tập về sâu, xử lý sâu, rồi xử lý tách số ra khỏi sâu, rồi tìm sâu thỏa mãn điều kiện. Đó là cái phần lập trình cơ bản. Thứ hai, về cái chủ đề về quay lui thì ta có bốn bài chủ đề quay lui phổ biến thường được sử dụng trong kỳ thi. Đó là bài toán quay lui để giải quyết bài toán liệt kê dãy nhị phân có độ dài n, liệt kê tập con có k phần tử của tập n cho trước, liệt kê hoán vị và bài toán quay lui về phân tích số. Đó là với chủ đề về quay lui. Bên cạnh đấy thì ta có chủ đề về phương pháp quy hành động cơ bản. Thì ta có các cái giải thuật để làm thuật toán tốt hơn như bài toán là tìm dãy con tăng, rồi bài toán tìm một cái đoạn có tổng thỏa mãn điều kiện, rồi tìm dãy con tăng liên tiếp, rồi tìm đoạn liên tiếp, tìm đoạn không liên tiếp. Với mỗi bài cũng sẽ có những cách làm khác nhau và tùy theo cái khả năng cài đặt thì các em cố gắng hoàn thành tốt nhất nhé. Như vậy thì với các dạng như thế thì ta một các bạn nào cốt bài làm trên ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì có sẽ thêm một số các cái cấu trúc dữ liệu cơ bản như ta sử dụng kiểu pair, kiểu map, kiểu set, priority queue, queue, stack đấy. Và một số các cái kiểu dữ liệu khác, vector, vân vân. Thì các bạn sử dụng các cái kiểu dữ liệu khác để phục vụ cho cái quá trình mình làm. Các bạn nào không sử dụng cấu trúc dữ liệu thì các bạn cứ vẫn sử dụng các loại kiểu dữ liệu cơ bản như kiểu mảng, kiểu sâu để lưu trữ. Nên như vậy thì cái bước đầu tiên việc cái chuẩn bị trước khi đi thi để thi đạt kết quả tốt đó là các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức và xem lại các hệ thống bài tập đã được học để các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái kiến thức đã được học và gợi nhớ lại các kiến thức và kỹ năng đã được học. Ta đi thi ta cũng không trông chờ gặp được một cái bài mà ta đã từng lập gặp vào thì như thế cái đề đó không phải là đề hay. Ta sẽ gặp một cái bài mới nhưng vận dụng được kiến thức kỹ năng lập trình mà có để giải quyết bài toán mới. Đó chính là cái các em đang cần phải thể hiện được trong giờ thi. Cái thứ hai là trong cái quá trình ôn tập thì từ cái hệ thống bài tập thầy đã cung cấp cho các bạn khá nhiều và phổ biến để nó rèn cho các bạn một cái kỹ thuật lập trình tốt
Và tới bây giờ các bạn đã là những cái giai đoạn mùa thu hoạch rồi, vậy hãy cố gắng thể hiện được kỹ thuật lập trình trong giờ thi. Và khi trước khi đi thi, các bạn lưu ý trước ngày thi thì các bạn nhớ sinh hoạt ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe, tham gia giao thông an toàn. Và quan trọng nhất, cái buổi ví dụ ngày mai thi thì ngày hôm nay các bạn nhớ đi ngủ sớm, ăn uống điều độ. Đến sáng ngày hôm sau thì nhớ thực hiện ăn uống giống như hàng ngày. Đấy. Để chuẩn bị trước đi thi thì tối hôm trước các bạn chuẩn bị sẵn máy tính Casio cầm tay có còn pin. Nếu có đồng hồ đeo tay thì tốt, nếu không các bạn nhìn đồng hồ của phòng thi trên giờ hệ thống của máy tính để căn cứ làm giờ thi. Rồi các em mang bút bút bi, thước kẻ, máy tính Casio, đấy là những thứ chắc chắn sẽ cầm vào phòng thi. Lưu ý là khi đi thi vào khu vực thi các em không được mang điện thoại vào, nên các em không mang điện thoại đút vào túi quần nhé. Trong giờ thi nếu phát hiện ra mà bạn nào mang điện thoại vào túi quần là sẽ bị lập biên bản ngay. Đây là điều rất đáng tiếc. Vậy chuẩn bị trước khi đi thi thì các bạn thêm một thao tác nữa, ngoài việc cái hệ thống lại các kiến thức đã được học thì các em sẽ thực hiện thao tác là chuẩn bị các thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho một buổi thi. Nhớ đảm bảo sức khỏe, buổi tối hôm trước nhớ đi ngủ trước 10 giờ nhé. Vì sáng hôm sau các bạn phải dậy khá sớm, tầm 6 giờ các bạn phải di chuyển, 7 giờ đến trường chuyên, đến 7 giờ 30 các bạn có mặt tại cửa phòng thi để vào phòng thi để ngồi bốc thăm số máy rồi. Rồi thứ hai là để đi thi vào học sinh giỏi môn tin vào ngày thi thì các em lưu ý buổi sáng sớm các bạn ngủ dậy ăn uống bình thường, trang điểm đẹp đẹp một tí, đi thi ta vẫn phải đẹp. Nhất là các bạn trai đầu tóc gọn gàng, quần áo gọn gàng, mặc tốt nhất là cái đi thi các bạn mặc quần áo đồng phục là đẹp nhất. Nhớ đeo giày cho ấm chân, thời tiết bây giờ khoảng tầm 15 độ, cũng khá lạnh, 15 17 độ. Rồi hồi đến 7 giờ các bạn có mặt tại điểm thi, vậy 7 giờ 30 cán bộ coi thi sẽ mời các em vào phòng thi. Vì vậy khi các em tập trung trước cửa phòng thi hãy nhớ thực hiện thao tác là chào thầy cô, ban giám khảo, cán bộ coi thi đúng theo giống như là các bạn bình thường vẫn hay làm. Trước khi vào phòng thi các bạn xếp thành các hàng để đứng trước cửa phòng thi của mình. Trước đó các bạn nên theo dõi số báo danh để mình biết được rằng mình sẽ được gọi vào thứ tự nào để khi xếp hàng các bạn đứng đúng đúng vị trí đấy. Nếu khi đi thi các em mà mang theo thẻ thẻ dự thi thì các em nhớ rằng nếu không có thẻ dự thi các em vẫn được vào phòng thi. Nên trước cửa phòng thi nếu các em quên thẻ dự thi thì các em không chạy về nhà lấy nhé. Bởi vì khi các em chạy về nhà các em phi ô tô, à quên, phi xe máy, đi xe đạp điện hoặc là đi xe đạp hoặc người thân chở đi nó rất nguy hiểm. Bây giờ ta đến giờ thi rồi, các bạn nhà từ nhà các bạn quay về nhà và xong quay ra trường chuyên 30 phút không đủ. Nên tốt nhất các bạn cứ vào thi bình thường, hồ sơ của các em đi thi là sở giáo dục đã có sẵn và các bạn thầy cô sẽ mang hồ sơ gốc ra để đối chiếu ảnh với các em. Các em bình tĩnh tự tin. Nếu chẳng may quên thẻ hay mất thẻ vẫn vào thi bình thường. Đấy. Nhưng mà tốt nhất ta phải bảo quản cái thẻ tốt một tí sau để còn làm kỷ niệm. Ngày xưa tôi đã từng đi thi học sinh giỏi môn tin, đấy, thế nó mới ngầu. Trong sau khi cán bộ coi thi gọi từng bạn vào thì các em nhớ bỏ khẩu trang rồi để đứng xếp hàng gọn gẽ, giữ trật tự. Đầu giờ thi là một cái thời điểm khá nhạy cảm, các em tuyệt đối không đứng tập trung trước cửa lớp và nói chuyện, nói to. Một số bạn đã còn nói bậy rồi cười nói rất kiểu là không giữ ý. Tốt nhất thì lúc đó ta nên để tâm tĩnh để ta chuẩn bị bước vào một cái ngày thi, một ngày làm việc quan trọng. Cán bộ coi thi gọi bạn nào vào, các em cầm thẻ dự thi, cầm máy tính Casio cô, rồi cầm bút, rồi cầm thước kẻ và vào phòng thi theo quy và các thiết bị được phép mang vào thi thường là máy Casio thôi, máy tính Casio và bút và thước kẻ. Vào phòng thi thì các bạn ngồi vào đúng số máy của cán bộ coi thi sắp xếp vào. Khi ngồi vào thì các bạn sử dụng máy tính, các em tạo project mới mới và chạy thử chương trình xem máy tính có thể chạy tốt hay không. Nếu không tốt thì các em giơ tay xin phát biểu và thầy cô sẽ xin đổi máy và thầy cô kiểm tra. Nếu máy mà bây giờ có vấn đề thì thầy cô sẽ đổi máy cho các em ngay từ trước khi phát đề thi. Sau khi ổn các bạn vào lúc này thời nó hơi nhốn nháo, các bạn tuyệt đối không cười nói, không trêu đùa nhau trong giờ thi, kể cả quen biết hay không quen biết nhé. Kể cả gặp được crush hay không gặp crush cũng không cười nói, tự do, bởi vì đây ta đang trong phòng thi. Tiếp đến còn 30 đến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ kém 15 là các em ký một loạt các cái biên bản để ký vào trên xác nhận rằng mình có đi thi và các bạn ghi họ tên vào giấy nháp và số báo danh vào giấy nháp
đến 8 giờ kém 5 cán bộ coi thi phát đề thi, và sau khi phát đề thi thì các em sẽ thực hiện đọc lướt một lượt đề thi xem gồm có bao nhiêu câu, tổng điểm như thế nào, đề thi có bị mờ, bị nhòe, bị rách hay không. Thì trước 8 giờ, tức là sau trong vòng 5 phút kể từ lúc phát đề, các em kiểm tra xem nếu đề có lỗi, các em giơ tay xin báo giám thị là báo đề em bị lỗi để thầy cô đổi các em đề khác. Còn nếu không, sau từ sau sau đó thì đề thi đã được là theo quy chế ý, thì như là 15 phút sau khi phát đề thi. Nếu các bạn nào không có ý kiến gì thì đề thi đó vẫn là bạn dùng luôn. Tiếp đến thì các bạn làm bài thi. Đề thi gồm có 3, 4 hoặc 5 câu. Do đó, tổng thời gian làm mỗi bài nó sẽ dao động khoảng tầm 3 cho đến 40 phút một bài trên vòng 150 phút. Vì thế, với thi trung học phổ thông thì nó là 180 phút. Vì thế, các bạn hãy lưu ý ta có khoảng tầm 37 cho đến 40 phút một bài. Vậy hãy cố gắng làm theo thứ tự. Đề thi thì các câu hỏi được chắc chắn. Trong mọi đề thi là các câu dễ được đặt trước, các câu khó được đặt sau theo thứ tự từ dễ đến khó. Do đó các bạn sẽ làm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 nếu có. Làm theo thứ tự đấy. Số lượng điểm của các câu đầu sẽ nhiều hơn. Ví dụ như câu đầu là 6 điểm, câu 2 6 điểm, câu 3 5 điểm. Thì làm 3 câu đầu các bạn đã đạt được 17 điểm rồi. Thì các bạn tương đương với gần giải nhất rồi. Đấy. Vậy thì các bạn phân bổ thời gian hợp lý để làm tất cả các câu và làm tốt nhất có thể. Khi làm bài thì các bạn tạo một project, tạo một thư mục chứa bài làm của mình. Lưu ý thư mục này không có dấu tiếng Việt, bởi vì phần mềm Codeblock nhiều khi đường dẫn có dấu tiếng Việt nó ấn F9 nó sẽ báo lỗi, nên các bạn tạo ra một thư mục khác nhé. Sau đó các bạn bắt đầu làm bài thi, là tạo project theo đúng tên được quy định trong đề thi. Tên đề thi bao gồm file in, file out và file CPP. Thì và khi chạy thử thuật toán các bạn nên chạy lại test đề bài. Khi đọc đề, không có tờ giấy nào quanh đây nhỉ, thì các bạn tay cầm bút đọc đến đâu những từ trọng tâm các bạn lấy bút gạch chân những từ trọng tâm, để sau khi đọc xong tí nữa các bạn nhìn lướt lại các bạn nhận thấy rằng à đây là một số từ trọng tâm và mình không bị mất đi dữ kiện của đề bài. Đấy, trong đó những cái dữ kiện quan trọng bao gồm kể cả giới hạn của các biến. Các bạn chọn thuật toán và sau đó các bạn chứng minh thuật toán đúng và các em có thể viết chương trình một cách cẩn thận và sau đó chạy lại test đề bài thấy ra được kết quả, sau đó chỉnh sửa chương trình. Đấy, làm thực hiện công việc đấy xong các bạn sinh ra các bộ test khác. Các thầy chuyên gia cho rằng với mỗi bài các bạn sinh ra được khoảng tầm 10 test khác nhau mà chạy được file input của mình ra được file output mà ta chứng minh được file output đúng thì về cơ bản bài đấy đã đúng, có thể chưa tối ưu nhưng đã đúng đó. Đấy. Sau đó tiếp đến các bạn chuyển sang thao tác kế tiếp là chuyển sang bài. Khi làm một bài các bạn close project để đợi để tránh nhầm ta cốt bài này nhưng chạy bài khác nhé. Rồi đến cuối giờ 15 phút trước khi hết giờ các bạn sẽ thực hiện thao tác nộp bài, chuẩn bị nộp bài. Các em tạo một thư mục là số báo danh của mình và trong thư mục chỗ số báo danh này chỉ chứa các file .cpp nếu các bạn cốt bởi Pascal, .py nếu mà nói các bạn cốt bởi Python, .java nếu viết cốt bởi Java hoặc chấm .pat nếu các bạn code bởi Pascal. Và với các bài thi này các bạn thực hiện xong thì các bạn copy các file main lần lượt các file .main.cpp và thực hiện đổi tên file theo đúng tên input và output ở bên trong, nhớ phần tên nhé, phần mở rộng chấm .cpp và căn cứ tên đặt để là tên đó là căn cứ tờ đề bài chứ đừng nhìn cái thằng input output bên trong nhé. Cầm tờ đề bài ra rename cái file main.cpp, các bạn copy từ project sang thư mục số báo danh nhé. Rồi sau khi chuẩn bị xong rồi thì cuối giờ hết giờ thi thì các bạn cần phải thực hiện nộp bài thi đúng cách. Sau khi thực hiện tạo ra một thư mục chứa các file .cpp là các file bài làm của mình, hãy cố gắng trong đề thi có 4 câu các bạn nộp đủ 4 bài và cố gắng làm tốt nhất có thể nhé. Cũng chúc cho các bạn làm tốt nhất. Tiếp đến các bạn nộp bài đúng cách thì các bạn đổi tên file main.cpp, kiểm tra file in, file out trong code chương trình đã đúng như quy định của đề bài chưa. 15 phút trước khi hết giờ hãy cố gắng chạy lại test đề bài để kiểm tra xem nó đưa ra được test của đề bài và đưa ra được cái định dạng cùng định dạng như phần output chưa. Nếu đúng được là ok. Nhớ nhá, cuối giờ phải chạy lại lần lượt tất cả các bài mình đã từng làm được với test đề bài để kiểm tra tính trị hợp pháp của file in, file out và file CPP và định dạng file output đã giống chưa, có viết thừa kết quả hay không, có viết thiếu kết quả hay không. Đấy.
thử tất cả các cái trường hợp xảy ra. Sau đó các bạn khi có hiệu lệnh chống hết giờ, cán bộ coi thi yêu cầu các bạn tắt màn hình và các bạn tắt màn hình. Sau đó các em cán bộ coi thi mang USB hoặc đĩa CD đến từng máy và copy bài làm, và có bạn sẽ đi chứng kiến cái thao tác copy bài làm và lên. Sau khi copy xong thì các bạn copy cái thư mục số báo danh của mình vào USB và mang USB lên trên máy cán bộ coi thi số 1 để tiến hành in bài. Khi in bài xong các bạn khoan đã ký ngay, ta phải kiểm soát xem ta đã đó có đã đúng là bài của mình chưa, đúng cái phiên bản cuối cùng mình định nộp chưa. Nếu đúng rồi thì các em sẽ thực hiện ký vào bản in và bắt đầu thực hiện tiếp di chuyển về vị trí của mình và giữ trật tự. Đây là thời điểm rất hỗn loạn và các nhiều bạn rất nói chuyện tự do và mất trật tự. Hãy lưu ý ta đang trong phòng thi, đang trong giờ thi, không đang trong khu vực thi. Do đó ta không thảo luận, không bàn luận gì về đề thi ở khu vực này. Ta giữ trật tự. Đấy, không làm gì thì ngồi ngủ đấy, mà nằm ngủ đấy giấc. Chờ các bạn thi thu bài thi môn tin thường khá lâu, nhanh thì mất khoảng 30 phút, chậm mất một khoảng 1 tiếng. Thì các bạn khoảng tầm 12 rưỡi các bạn sẽ được nghỉ. Do đó các em hãy cố gắng giữ trật tự để việc thu bài thi được nhanh hơn. Bố để điện thoại ở nhà, bố để điện thoại ở nhà vậy chứ. Rồi như vậy thì ta thấy rằng là cái việc nộp bài thi và in bài thi đã xong xuôi, thì khi đó chúng ta sẽ đã hoàn thành được cái công tác thi. Bye bye. Như vậy tới thời điểm này các bạn nhận thấy để đi thi và đạt được kết quả tốt thì bây giờ thì các bạn nhớ các cái lưu ý quan trọng, đó là trước giờ trước ngày thi ôn tổng hợp kiến thức, không làm bài khó, không làm các kiến thức mới, chỉ ôn lại kiến thức đã có và tập trung giải quyết các cái bài toán mà có những bởi các cái kỹ năng mình đã có và mình làm thành thạo. Thứ hai là trước buổi đi thi sinh hoạt điều độ đúng giờ giấc, không ăn uống bất thường. Ví dụ như hôm mọi hôm không bao giờ ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, hôm nay bảo thôi đi thi làm 2 quả trứng vịt lộn xong làm thêm bát cháo và vào phòng thi đau bụng chết, bởi vì bình thường sáng ra toàn ăn bánh mì cắt hoặc là ăn xôi chẳng hạn, đúng không? Vậy ăn uống một cách điều độ giống như hàng ngày. Rồi thứ hai đến giờ thi trước cửa phòng thi giữ trật tự, xem số báo danh, đứng đúng vị trí, cầm thẻ dự thi, nếu quên thẻ dự thi thì không về. Và hơn nữa giữ trật tự chào cán bộ coi thi khi các thầy cô đi đến. Khi được gọi vào phòng thi ngồi đúng được vị máy mình được phân công, và hơn nữa các bạn kiểm tra được thành công. Làm xong xuôi thì các bạn sẽ làm bài trước 15 phút trước khi hết giờ. Hãy nhớ thực hiện thao tác chạy thử test đề bài trước khi nộp bài. 15 phút trước hết giờ cũng tạo ra luôn thư mục là số báo danh để copy các file bài làm và đổi tên file theo đúng quy định. Khi nộp bài thì các bạn nhớ copy file bài làm, tiến hành cán bộ coi thi tiến hành in bài, các bạn kiểm soát bài làm, sau đó ký và nộp bài. Sau khi nộp bài giữ trật tự. Hết giờ làm bài các bạn cầm giấy nháp, máy tính Casio, các thiết bị mang vào phòng thi và các bạn đề bài và các bạn mang về nhà. Trong quá trình đó thì các bạn không thảo luận gì về đề thi, không thảo luận gì về, bởi vì ta đang trong khu vực thi. Có những tránh để mới gây mất trật tự làm cho cái công tác thu bài thi gặp nhiều khó khăn. Rồi, trên đây là những chia sẻ của thầy và cho các bạn học sinh chuẩn bị thi kỳ thi học sinh giỏi môn tin học, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có môn tin học, và thầy chúc cho các bạn làm bài thi tốt và đạt kết quả cao. Chào các bạn, thầy chờ kết quả tốt từ các em. Bye bye.